Thưa quý vị, đêm hội countdown đón chào năm mới 2023 diễn ra tại khu vực ngã 6 trung tâm thành phố Huế là một sự kiện rất được người dân đón chờ. Thời điểm này, công tác chuẩn bị sân khấu, âm thanh ánh sáng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Đơn vị tổ chức sự kiện cũng đã hé lộ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sẽ tham dự chương trình này, ghi nhận của phóng viên Thành Nhân. Hơn 30 công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Ultra Larita, đơn vị thi công chính của sân khấu Countdown 2023, đang miệt mài làm ngày làm đêm để chạy đua với thời gian. Để chuẩn bị cho sự kiện được đón đợi nhất trong năm, bộ khung sân khấu, hệ thống màn hình LED được đơn vị ưu tiên hoàn thiện từ khá sớm để có thời gian khắc phục các lỗi kỹ thuật hay sự cố phát sinh. Đơn vị thi công tự tin hoàn toàn bắt kịp tiến độ như đã đề ra trước đó. Thưa quý vị, vào đêm 31 tháng 12 cuối tuần này thì mọi ngã đường sẽ đổ về ngã 6 trung tâm thành phố Huế để cùng đến với một đêm hội được chờ đón nhất trong năm, lễ hội Countdown năm 2023. Hiện nay theo ghi nhận của chúng tôi thì những công đoạn quan trọng cuối cùng đang được đơn vị thi công gấp rút hoàn thành với mục tiêu mang lại một đêm nhạc bùng nổ và ấn tượng cho người dân cổ đô Huế nhân dịp năm mới. Để triển khai một cái sự kiện lớn như thế này và ở cái vị trí cũng khá là nhạy cảm giữa đường thì bên mình đã trình bày kế hoạch trước cho lãnh đạo thành phố cũng như là lãnh đạo tỉnh về phương án làm nó như thế nào. Còn về khó khăn về thời tiết thì công ty đã có biện pháp ngay từ đầu là sẽ xác định được rằng là sẽ cùng làm với những cái đơn vị cung cấp cho mình chuyên nghiệp nhất ở miền Trung, ví dụ như là Pro Show hoặc là Trần Gia hoặc là Hoàng Long, và các đơn vị đó thì quá nhiều kinh nghiệm trong vấn đề triển khai. Khả năng là sẽ tới hết ngày 28 thì về các khối lượng công việc setup gần như là xong hết. Chỉ lúc đó thì chỉ để chạy chương trình thử các hiệu ứng và chuẩn bị cho cái việc tổng duyệt với thành phố và tỉnh. Nằm trong chuỗi các sự kiện của lễ hội Festival Huế 2022, đêm nhạc Countdown chào năm mới 2023 là chương trình nghệ thuật được đầu tư tổ chức bài bản dưới hình thức chương trình đài nhạc hội kết hợp nhạc nhảy điện tử EDM. Với sự góp mặt của những nghệ sĩ có tên tuổi và đang hot trong thị trường âm nhạc Việt như Trọng Hiếu, Trịnh Thăng Bình, Big Daddy, Emily, chương trình dự kiến thu hút sự tham gia của gần 10.000 khán giả. Để đảm bảo an toàn trật tự trước, trong và sau sự kiện diễn ra, đơn vị tổ chức đã chuẩn bị nhiều phương án, trong đó phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, giảm thiểu tối đa hiện tượng ùn tắc trong giờ cao điểm cũng như trong thời gian diễn ra sự kiện. Thứ nhất là cái khâu tổ chức, thứ hai là hoạch định các cái khu vực, giống như năm nay sẽ làm rất là nhiều cái khu zone khác nhau để giảm áp lực cho các khu vực quá đông đúc, và mình chia nhỏ ra thì sẽ rất là tốt cho vấn đề nếu mà gặp bất kỳ sự cố gì. Ngoài ra thì một cái biện pháp nữa đó là liên quan tới vấn đề về lực lượng công an và an ninh, thì việc này giải pháp sẽ đưa ra là về nghiệp vụ của các lực lượng là một, thứ hai về kinh nghiệm tổ chức của công ty để mà hai bên kết hợp lại để phán đoán ra những cái tình huống xấu nhất có thể xảy ra và đưa ra những cái giải pháp. Được mong đợi là một chương trình nghệ thuật điểm nhấn khép lại chuỗi sự kiện lễ hội Festival Huế năm cũ và công bố chương trình lễ hội Festival Huế của năm mới. Huế Countdown 2023 với những phần trình diễn bùng nổ đặc sắc chắc chắn sẽ là một sự kiện mà người dân và du khách không thể bỏ lỡ trong những ngày cuối năm.